Cho tất cả quý cô chú chị Khang nhá. Em lên sóng giới thiệu cho cô chú chị Khang nhà mình hai phôi chắc dây carbon 3. Chụt sụn vẫn rất là đẹp mọi người này. Đây ạ, vẫn đây. Vẫn rất là vip. Hai phôi này 17 cân mọi người nhé. Em đi vào kích thước này. Có chiều cao này. 43 cm. Đế này, từ bên đây qua đây 17 cm. 14 cm, 15 cm, 13 cm, vẫn rất là đẹp mọi người nhé, vẫn quá vip rồi. Ngang đây mọi người, từ bên đây qua đây 19 cm, từ đây qua đây 13 cm, 11 cm, 12 cm, đông đặc mọi người nhé. Đông đặc luôn, chất vân này nó quá vip không. Cho mọi người xem cái đế này, đông đặc nhá. Rồi phôi số 2 cũng đông đặc mà còn rác tươi. Phôi số 2 vẫn rất đẹp, cao 55 phân, ngang từ bên đây qua đây là 22 phân, chỗ đây được 19 phân, 14 phân. Vân đây mọi người này, vân đẹp dã man luôn. Đây được 15 phân, 14 phân, 15 phân. Vân thì không thể chê đâu được mọi người, không thể chê đâu được. Đấy, đông đặc luôn mọi người nhé. Cho mọi người xem cái đế này. Đây mọi người, đông đặc luôn. Rồi, cô chú chị thiện chí với hai phôi này thì liên hệ em Thương nhé. 0338 918 991. Cảm ơn quý cô chú chị Khang rất nhiều đã xem video của em.